vì sao con khóc? Bữa nay mới thấy mình thi là giọt nước mắt rơi. Giọt nước mắt thi rơi. Vì không chơi được game. Cuối cùng em bé Thi đã có xe đi. Đâu Thi đâu? Phải Thi không? I love you. I love you. Mặt hớn hở rồi. Xây cái sân cho mấy đứa này nó kinh doanh. Cái này là cái siêu thị gì đó mà cái sân sao rộng dữ vậy. Này nó chả bò này nó đi xiềng luôn á chợ đó. Nó... té cũng được mẹ, chứ không phải té mà để cho bị đau đâu. Đi tiếp con, không sao. Go go go. Trời, nó đi nó đụng người ta không có nghe. Đất rồi đó, bỏ nón nha. Oh.
né qua, né qua đi đi. Ok, go, go. Rất là có kế tánh. Mình thấy rất là có kế tánh. Chửi thế nè, chửi thế nè. Ủa thế đột chúng mà. Đi kiếm người ta nó đụng không rồi. Bẻ người vậy luôn. Bẻ người vậy. Bẻ xe bẻ người. Nó bẻ xe hay nó bẻ người vậy trời. Rồi đi đây, giận rồi, nó không lái. Mình thấy chạy ra cho bố đây kìa. Chạy ra cho bố. Hey. Chạy ra cho bố kìa. Không biết chỗ bố chỗ nào. Rồi, game over. Game over. Bỏ ra cho em. Hey, trả xe. Rồi, trả xe kìa. Game over. Trả xe kìa. Sao gọi bà ngoại mà sao gọi tiếp?